việc kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi nội dung này. Nậm Pồ là huyện biên giới của tỉnh Điện Biên, có địa bàn rộng, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là tội phạm về ma túy, nên một trong những khó khăn của lực lượng công an ở đây là thiếu về nhân lực. Cái khó khăn lớn nhất với chúng tôi đó vẫn là vấn đề về con người. Thực tế hiện tại thì về quân số thì chúng tôi cũng rất là ít người. Nên cái việc mà quán xuyến địa bàn thực hiện chuyên sâu với chuyên môn thì chúng tôi còn thiếu về nhân lực thực hiện. Nên chúng tôi là chú trọng vấn đề về đào tạo bồi dưỡng nhân lực và có thể một cán bộ đảm nhiệm ở nhiều lĩnh vực, nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nhau. Đây cũng là mục tiêu mà đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, công an huyện Nậm Pồ hướng tới sau khi được sáp nhập từ 3 đội nghiệp vụ. Để làm sao mỗi cán bộ trong đội đều có thể vừa chuyên sâu ở lĩnh vực công tác, vừa nắm được các nhiệm vụ chuyên môn có cùng đặc thù. Với công an huyện Nậm Pồ thì chúng tôi cũng đã được sáp nhập từ 3 đội nghiệp vụ, là từ đội hình sự, đội kinh tế, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sáp nhập thành một đội. Đến nay thì qua quá trình hoạt động thì tôi nhận thấy là cái việc mà thực hiện cái chủ trương của Bộ Chính trị và lãnh đạo Bộ Công an về thực hiện cái nghị quyết 12 thì cái việc mà nâng cao hiệu lực hiệu quả của lực lượng công an cơ sở này có hiệu quả rất là rõ rệt. Trong đó thì nhận thấy rõ ràng nhất đó là cái việc mà tinh gọn bộ máy thì hoạt động theo hướng chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn của từng hệ lực lượng. Và cái thứ hai nữa là cái việc mà khi mà hình thành nên một công an cấp cơ sở, công an cấp xã thì chúng tôi cũng đã được tăng cường các đồng chí ở các đội nghiệp vụ có chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn xuống tăng cường cho công an cấp xã, thì đến nay thì cái việc giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thì cơ bản là được nâng lên một cái tầm mới, hiệu quả hơn và góp phần giải quyết ổn định tình hình tại địa bàn ngay từ cơ sở. Hiện nay, Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành sáp nhập, tổ chức sắp xếp lại đối với 6 đơn vị cấp phòng thuộc Công an tỉnh, 10 đơn vị cấp đội thuộc Công an huyện, hợp nhất chức năng, nhiệm vụ công tác 3 đơn vị cấp tỉnh, với mục tiêu xây dựng công an các cấp theo hướng tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Thực hiện cái nghị quyết 12 thì Công an huyện đã sáp nhập một số đội nghiệp vụ và đã đưa cái lực lượng công an chính quy xuống xã để đảm nhiệm cái chức năng đảm bảo an ninh trật tự ở cấp xã. Tính cho đến hiện tại thì trên địa bàn huyện Nậm Pồ thì có 15 xã và đã đảm bảo theo cái tiêu chí tiêu chuẩn của Bộ Công an. Đối với các xã biên giới thì đảm bảo từ 8 đến 9 đồng chí và các xã nội địa thì tối thiểu là 5 đồng chí trở lên. Và cho đến bây giờ thì Công an huyện Nậm Pồ, các xã mà thuộc Công an huyện Nậm Pồ đảm bảo là mỗi xã là có một điều tra viên để thực hiện cái nhiệm vụ tiếp nhận rồi là xử lý tố giác tin báo về tội phạm. Ngay sau khi sáp nhập tổ chức lại, các đơn vị ở các cấp trong Công an tỉnh Điện Biên đã điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch và triển khai ngay các nhiệm vụ công tác chuyên môn, thực hiện nghiêm quy chế làm việc của đơn vị. Bố trí đối với lại các đơn vị cán bộ chiến sĩ, các đơn vị sắp thuộc diện sáp nhập hợp nhất trong công an tỉnh và tiến hành xây dựng phương án bố trí cán bộ lãnh đạo chỉ huy rồi cán bộ chiến sĩ theo hướng là tăng cường cho các lực lượng trực tiếp hướng về cơ sở theo quy định số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương và tính toán bố trí phù hợp đối với lại các phòng sáp nhập hợp nhất trong công an tỉnh. Qua triển khai thực hiện thì về cơ bản là cán bộ chiến sĩ trong thuộc các diện các phòng hợp nhất sáp nhập thì cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị mới, trong đó là đã tiến hành sau khi tinh gọn thì cơ bản đánh giá là cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tiến hành thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực công tác ở đơn vị mới như công tác nghiệp vụ cơ bản rồi thực hiện các công tác chuyên sâu với các chuyên môn nghiệp vụ thuộc các đơn vị.
Trong quá trình xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Điện Biên đã có sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp của các ban ngành chức năng để thực hiện đề án của Đảng ủy Công an tỉnh cũng như nghị quyết của tỉnh ủy và các đề án thành phần của Bộ Công an. Đây là những yếu tố quan trọng khi triển khai việc tinh gọn bộ máy, xây dựng lực lượng, từng bước hiện thực hóa nghị quyết 12. Triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, và sau khi triển khai kế hoạch thì chúng tôi cũng đã tăng cường đối với công tác xây dựng đảng, đối với Đảng Bộ Công an, thường xuyên chăm lo để xây dựng Đảng Bộ Công an trong sạch vững mạnh, quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ công an, cũng như là làm tốt công tác chính trị tư tưởng để lực lượng công an thực hiện tốt cái chức trách nhiệm vụ được giao, cũng như là hoàn thành cái nhiệm vụ của lực lượng công an ở huyện biên giới. Cái thứ hai là chúng tôi tăng cường cái việc hỗ trợ về cơ sở vật chất và trang thiết bị trong hoạt động của lực lượng công an. Trên cơ sở thực tế trong thời gian hoạt động vừa qua thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà tinh gọn bộ máy, đặc biệt là giảm số cái đội ở công an các huyện là hoàn toàn phù hợp với địa bàn thực tế trên địa bàn của huyện biên giới Nậm Pồ. Và cái việc thành lập lực lượng công an xã theo quy định của pháp luật, và lực lượng công an thì có 4 cấp. Đây là một cái tổ chức mà gần dân, sát dân, và trong thời gian qua cũng đã phát huy cái hiệu quả trong công tác tuyên truyền vận động cũng như là đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện của chúng tôi. Lực lượng công an nhân dân Điện Biên đã phát huy truyền thống, góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn của tỉnh, tạo được niềm tin của nhân dân các dân tộc đối với lực lượng công an dân tỉnh Điện Biên. Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong công an các đơn vị địa phương tinh, gọn, mạnh là chủ trương lớn. Công an tỉnh Điện Biên đã bám sát các quy định trong đề án và phương án của Bộ Công an để quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cán bộ chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.